No, no, no. Yeah, yeah. Oh, đổi đi. No, no, no. Còn còn là trái bắp của quán của chị. Oil. Oil vì cái đó. Oil made from sunflower. Oil for food. Đây là dầu ăn. Đối với người dân ở đây thì quay camera là một cái điều gì đó nó rất là khó chịu. Ở những con cừu kìa. Mà đi dọc đường như thế này thì chứng tỏ là ở đất nước này nó cái tình trạng thất nghiệp rất cao. Sẽ di chuyển 7 km từ nhà nghỉ đi đến một cái bộ lạc khá là hay ngay tại nơi này. Bộ lạc này thì là một trong những cái bộ lạc hiện đại nhất đúng không? Với cái lượng số người cũng khá là đông, khoảng 250.000 người ha. Và đây được cho rằng là bộ lạc có cái độ tiếp cận với lại cái sự phát triển xã hội đó là hiện đại nhất. Và đây là một trong những cái đường phố của ngay tại Ethiopia, đó là tỉnh Simca. Đây là một cái bạn học sinh đang đi học, bạn cầm một 3-4 cuốn tập với là một cây bút thôi. Còn đây là các bạn cũng này cũng đang đi học mới về. Bây giờ là 4 giờ chiều ngày tại Ethiopia. Bọn chúng có vẻ khá là bỡ ngỡ khi nhìn thấy một cái camera như thế này. Đối với bọn chúng, camera là một cái điều gì đó khá là lạ lẫm. Còn bạn này đang cầm một cái cuốn tập nè. Còn trên đây là một cái gian hàng tạp hóa đúng không Phong? Anh đi du, anh đang mua một số cái nước uống. Dạ. Một cái cân. Cái cân điện tử. Ồ, bỏ lên cân luôn. Dạ. Dạ. Ồ, mua đồ bỏ lên cân. Thank you. À, bây giờ mình sẽ đi. Và mình đã đến cái nơi, ở đây có một cái chợ. Đây là có thể là một khu chợ của thành phố. You can put in the bag. Yeah.
cái nơi chơi pizza của các bạn vô thể ở đây. No. Đuổi đi. No. Không có cho tiền thì họ đuổi mình đi. Có nghĩa là cô bác quý anh chị cũng có thể thấy được rằng là đa số các tuổi từ mười mấy thì các thanh niên ở đây đâu ít có đi ruộng mà họ cứ tập trung ở ngoài đường như thế này. Một cái cách khá là bất ngờ đó là họ luôn nhìn vào cái camera và họ xin tiền. Chơi bóng bàn. It's like a football. It's like football. Yeah. Game football. Game. Ở đây có những cái hình thức giải trí khá là đơn giản. Họ chỉ cần được chơi những cái trò chơi rất là bình dân và không phân biệt là họ chơi một cách hào hứng và vui vẻ như thế này dù cuộc sống vẫn còn vẫn còn nhiều thiếu thốn. Có một anh đang đợi mình đi nè. Nếu như mà không có người địa phương đi theo cùng thì mình sẽ rất là khó khăn khi mà tiếp cận những cái người dân châu Phi như thế này. Tại vì một phần gì đó nó có sự phức tạp. Đây là người bạn đồng hành của mình ở đất nước Ethiopia. Ethiopia, xin chào. Xin chào Việt Nam. Much love from Ethiopia. Love you from Ethiopia. Và đây là cái khu chợ các bà cụ đang thu hoạch được ngô và họ đem ra đây họ bán như thế này. Đây là chuối. Banana. Yeah. We'll see more there. Yeah. Okay. He's making shoes. He's repairing shoes, you know. Before the shoes was cut off, so he fix up. Những chiếc dép rất là cũ nhưng mà họ lại được người dân họ để khâu lại. Tại vì đối với đất nước Ethiopia, nước châu Phi nói chung thì vật chất là một cái điều gì đó khá là xa xỉ ngay tại đất nước này. Ok. Đâu họ đâu beans for eating. There is banana there. Yeah. Go. Sau đó cái buổi chợ chiều ngay tại Ethiopia. Và ở đây là họ đang bán cái gì đó. Đồ quán, củ sắn và ở đằng kia có một ít ớt. Asine. Thậm chí là họ hái chỉ được vài trái bơ thôi, họ vẫn đem ra bán như thế này. This one is avocado. Avocado. Yeah. Đây là đồng tiền của Ethiopia. Đa số là các sản phẩm là từ nông nghiệp hết nên cô bác quý anh chị. Còn tất cả các loại rau củ mà họ tự làm được ra.
Ở đây để mà kiếm một cái gian hàng mà quần áo, những cái sản phẩm đồ thô từ công nghiệp á thì cũng rất là khó luôn. Thậm chí là có những cái trái ớt nữa, nhỏ xíu như thế này. Chili. Chili là trái ớt. Tomato. Tomato and coffee. Coffee. Đây là những cái hạt cà phê. Hạt cà phê đã được xay ra rồi, đây là hạt coffee. This one moringa. 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 Avocado. Đây là một buổi chợ chiều của người dân Ethiopia. Đây là củ khoai môn. Con. Còn là trái bắp của bác quân chị. Oil made from sunflower. Oil for food. Đây là dầu ăn. Dầu ăn họ dùng để chi. Họ bán từng ly nhỏ nhỏ như thế này. Oil for making for foods, you know, you can put it on. Ở đây thì chúng ta thấy đầy rẫy mùi và những cái côn trùng. And this one is chickpea. There is a beans, small beans, so which we call shiro. Shiro. These vegetables, cabbage, tomato, carrots, garlic. Okay. Một cái điều gì đó rất là mộc mạc và bình dị, những cái sản phẩm từ nông nghiệp họ đem ra đây họ bán. Those are the small pumpkins, you know? like small breads, you know. À, giống như bánh tiêu của Việt Nam. It's a little small bread. She was looking herself here, so. Khi mà quay phim thì cô gái này họ đang thể hiện một cái sự gì đó là mắc cỡ. And this is sambusa, Indian food. Indian sambusa. Yeah, sambusa. Yeah, very popular in India. Okay. Salt, đây là muối. Ở đất nước Ethiopia thì giống như đất nước Lào, không có giáp với biển. Phía đông thì họ giáp với lại phía đông thì họ giáp với lại Somali. Phía tây thì giáp với Kenya. Phía bắc thì giáp với lại Djibouti. This is the coffee shell. Oh.
một cái bóng bóng nó nổ thôi mà họ làm gì cũng rất là sợ luôn. Because of this, you know, because of this, there is a sound, so that's why. Injera. Injera là một cái thức ăn khá là phổ biến của người dân Ethiopia. Và họ đem ra bán như vậy. How much money? Huh? One. It's like 10 beer like that. One piece. One combi piece, 10 beer. Và đơn vị tiền tệ của Ethiopia là bia, bản dòng. This is all we can go back. Oh, the inn? The inn, yeah, the inn. Oh. Small shops. Shop? Yeah, small shop, yeah, local shop. Oh, một cái shop họ bán shop ói. Shop, S-H-O-P. O-P? Local shop. Local shop. Một cái khu chợ chiều ở giống như là chợ chợ mộng ở Việt Nam vậy đó. Và người ta chủ yếu là bán tất cả các nông sản mà họ thu hoạch được họ đem ra bán. Có cả là những cái cây mía, những mớ tỏi, những mớ rau. Và đây là một cái điều khá là hay ngay tại Ethiopia. Có cả những cái nhúm tỏi nhỏ như thế này. Oh, họ ngại chụp hình. Đây là những cái cây mía. Yeah, people no photo. No problem, no problem. Some people, yeah, they don't like. Some people, they like. Okay, no problem. Some people, they don't like. It's a market area, you know. If we are in the village, no problem. But in the market, it depends on the people. Đây là những người phụ nữ Ethiopia. Yeah, salad. Salad. Yeah, it's like a cabbage. Cabbage. Spinach. Spinach. Beetnut. Spinach. Beetnut. Spinach. It's like salad. This time. Yeah, thank you very much. Make it to Ethiopia. Ethiopia, yeah. We love Vietnam from Ethiopia. Và thôi, cũng buổi chiều rồi, chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc một cái phiên chợ ngay tại Ethiopia. Một phiên chợ rất là đẹp và được người bạn đồng hành đó là anh Yuzu. Anh Dagu and Metoku. Bye bye! Vietnam! Vietnam!
See you next time, Vietnam. Okay. Trước khi kết thúc đoạn clip này thì họ có một cái buổi vui nhộn, rất là vui nhộn ngay tại buổi chiều. Ethiopia. Đó là anh này anh đưa một cái gì đó mình rất là sợ luôn. Funny. Bên đây. Just joking, funny. Bye.